Mợ ba, Du mới đi thăm má Tư về hả? Nói thiệt với mợ, có lúc tôi cũng giận bà Tư lung lắm. Nhưng bây giờ nhìn bà Tư xanh mét, ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, tôi thấy thương bà hết sức. Thiệt, cái quân nào mà ác nhân thức đức quá trời, thà giết chết bà Tư cho rồi, chứ để cho bà Tư sống mà không bằng chết như vậy thì sống làm gì chứ. Chú thương má Tư thiệt sao? Chú đang nguyền rủa người hại má Tư hay là đang mắng nhiếc tôi đó? Chú nghĩ là tôi có gan bằng việc đó hả? Mợ ba, tôi tức cho nên tôi nói cho nương giận vậy thôi, chứ tôi đâu dám hỗn sự với mợ đâu. Nói cho cùng, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không trở mặt với bà Tư thì bà Tư không bị giam trong củi và bị... Vũ thấy ray rất trong lòng đúng không? Vũ có ân hận á thì mọi chuyện cũng đã rồi, tốt hơn hết. Vũ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Mợ ba, tôi xin mợ cho tôi về quê an hưởng tuổi già. Đành rằng ở dưới quê tôi không còn ai thân thích hết, nhưng mà tôi muốn quay về đó. Tôi sợ căn nhà này lắm rồi mợ ba ơi. Mỗi khi nhớ tới con Hường rồi bà Tư là tôi bị ám ảnh, ăn ngủ không yên. Mợ à, nếu cứ chần chừ hoài không rời khỏi nơi đây thì người bị hại kế tiếp sẽ là tôi đó mợ. Vú đừng có tự hù dọa mình như vậy, không ai làm hại vú đâu. Mợ ơi, lần như tôi đúng lắm đó mợ. Mợ ơi, mợ cho tôi đi nha mợ. Tôi cũng đã giúp mợ mình sắp công việc rồi, chứ mợ không cần tôi nữa. Tôi xin mợ, mợ cho tôi tỏa ý đi mợ. Mợ cho tôi đi đi mợ. Vú à, hôm nay cứ đối với tôi kỳ lạ lắm. Sao vậy vú? Hay là vú nghi ngờ chính tôi ra tay hại mất tôi? Vú trả lời đi. Dạ, dạ không, dạ không, dạ không, dạ không có đâu mợ. Tôi không dám nghĩ quế cho mợ đâu. Tôi thấy tôi già rồi, tôi chỉ muốn yên thân yên phận thôi mợ à. Mợ, tôi sợ lắm mợ ơi. Tôi sợ chết mà không tạm thay lắm mợ ơi. Vú bình tĩnh đi, tôi đã hứa sẽ che chở cho vú, vú còn sợ gì nữa chứ. Vú muốn về quê đúng không? Dạ, được rồi. Sắp tới vú giúp giùm tôi một việc này, rồi tôi sẽ cho người đưa vú về tận dưới quê theo đúng ý nguyện của vú. Vú chịu chưa? Nói thiệt với vú, nếu như mà vú đi ngay lúc này, chắc chắn người ta sẽ để ý vú và họ sẽ không tha cho vú đâu. Mở cửa, mở cửa, mở cửa đi. Người đâu hết rồi? Đã nói. Anh hai, anh lại sai nữa rồi hả? Ủa, anh hai. Mày hả Tư Trọng? Dạ em đây. Mày nói ai sai? Sai cái nỗi gì? Tao muốn sai lắm, sai cho quên hết mọi chuyện. Nhưng mà càng uống tay lại càng tính. Tư Trọng, anh hai à. Mày còn rượu không? Rót cho anh hai ly coi. Anh hai. Thôi anh ngồi xuống đây đi. Anh à, anh có việc gì phiền não
không nói ra được sao anh? Nhưng nếu cần á, em giúp được chi á, thì anh cứ nói đi, em sẵn lòng. Anh à, chuyện chi vậy? Nói đi, anh đừng có ngại. Trọng à, giá như mà chú giúp được anh thì hay biết mấy. Anh buồn lắm, anh chán lắm. Chú có biết một điều, anh là một thằng đàn ông bất hạnh nhất trên đời này. Ông trời, ông trời ác với anh lùng lắm. Em có biết là ông không có cho anh một cái quyền được làm cha. Rồi con vợ của anh, nó mới đi ngoại tình và có con với người khác. Anh hai à, anh sai quá, nên nó xàm rồi đó. Anh bị bệnh, anh không thể nào có con được. Mà vợ anh, vợ anh nó lại mang bầu mới lạ chứ. Vậy thì đứa con trong bụng, đứa con trong bụng đó là của ai? Của ai? Thiên hạ nói quả là không sai mà. Nói anh là quả đuôi tu hú, quả không sai chút nào. Thôi đi anh. Anh hai à, anh nghe em nói nè. Mỗi người một số phận. Anh à, chuyện đã dĩ lỡ rồi thì mình phải tìm cách giải quyết, chứ bây giờ anh cứ than thở như vậy có chi đâu. Vậy thì bây giờ theo chú anh phải làm sao? Anh hai, thiệt ra đứa nhỏ trong bụng chị hai không có tội tình chi hết. Chi bằng á, anh cứ để chị hai sanh nó ra, đằng sau này anh còn có người phụng dưỡng. Không, nó không phải là cốt nhục của anh. Anh không muốn nhìn thấy nó trong cái nhà này. Anh hai, anh nói vậy chẳng lẽ anh muốn bỏ nó đi hay sao? Anh không muốn nhìn nhận nó hả? Trọng mà, Trọng, anh không muốn. Thôi anh hai, bây giờ anh đang say, nói chi cũng vô ích thôi. Để bây giờ anh vô phòng nghỉ nghe. Vô phòng nghỉ anh. Anh hai, cẩn thận nè. Buông anh ra, anh chưa có muốn đi nghỉ mà. Dạ Minh. Sao, lắm rồi em thấy trong người khỏe không? Cái thai nó có hành mình không vậy? Dạ em khỏe Minh à, em không sao hết á. Tôi nghe nói đàn bà có chữa thì rất hay thèm chua. Nếu như mình muốn ăn cái gì á thì mình nói với tôi sẽ sai bầy trẻ đi mua. Dạ không sao đâu, cảm ơn mình đã lo cho em nhiều. Còn nữa nghe, suốt ngày á mình cứ ở miết trong phòng không có tốt đâu. Phải đi ra ngoài, đi dạo, cho đầu óc thảnh thơi mới khỏe được chứ. Má dặn tôi là phải chăm sóc cho mình chu đáo cho tới ngày sanh nở. Cho nên tôi không có muốn làm cho má buồn. Dạ. Mình à, mấy ngày qua tôi có chút lơ là với mình. Mình đừng giận tôi nghe. Từ đây trở đi tôi sẽ bù đắp cho mình. Mình an tâm nghe. Dạ em có trách móc mình chi đâu. Thấy mình hỏi han quan tâm tới em như vậy em vui lắm. Vợ chồng mà cách sáu. Dạ thưa dạ. Cậu mở. Dạ thưa cậu, thuốc đã nấu xong rồi. Đưa đây. Dạ. Dạ con xin phép cậu mở. Mình à, bữa giờ tôi thấy mình hơi xanh xao quá, cho nên
tôi mới hốt cho mình mấy thang thuốc để ăn thai. Mình uống đi, mình uống cho cái thai mình nó mạnh. Mình uống đi, coi chừng thuốc còn nóng đó. Cảm ơn mình. Mình uống đi. Dạ. Coi chừng nóng nghe. Để yên cho tôi ngủ đi. Trời ơi, Hương, con bị sao vậy? Hả? Hương, Hương, con đau quá. Con đau quá má ơi. Trời ơi, chuyện gì vậy nè? Vậy, Thái Hoàng, con vợ con nó bị sao nè? Thái Hoàng, con ngủ. Còn với cái, mày đúng là nghiệp chướng của tao mà. Gì, con biết gì đâu mà mừng. Di Đà Phật, lại trời lại Phật, lại trời lại Phật, phù hộ cho con dâu của con tai qua nạn khỏi, lại trời lại Phật. Dạ thưa bà. Sao rồi thầy? Dạ, dạ tôi xin lỗi, mợ hai ra máu nhiều quá, tôi chỉ giữ được tánh mạng của mợ, còn cái thai thì, dạ đã xảy rồi. Xảy thai rồi sao? Sao lại như vậy? Không thể nào. Sao lại xảy thai được hả con? Mấy đứa nhỏ đâu? Kêu thầy thuốc khác về cho bà. Phải khám cho cẩn thận thì mới biết chính xác. Trời ơi, chỉ có một người làm sao mà biết rõ được. Con ơi, không thể nào có chuyện xảy thai được. Không thể nào. Con ơi, Hải Hoàng, sao mặt mày con trầm dầm vậy? Không tới hỏi thăm vợ con mà mày ngồi một đống vậy. Có chuyện gì vậy con? Hả? Con giấu má chuyện gì? Có chuyện gì mà hai vợ chồng mày? Cái gì đây? Cái gì đây? Ai đem chén thuốc này tới? Nói đi con. Ai đem tới? Ai cho con uống? Ai bắt con uống? Là chính con bắt. Cái gì đây? Cái gì đây? Ai đem chén thuốc này tới? Nói đi con. Ai đem tới? Ai cho con uống? Ai bắt con uống? Là chính con bắt. Chính con đưa thuốc cho nó uống đó má. Con không chịu nổi được nữa rồi. Trời ơi là trời. Mày mắc cái chứng gì vậy Hoàng?
Tại sao mày dám đưa thuốc này? Mày mất trí hả? Mất trí rồi hả? Phải! Mà có biết ngày nào con cũng ra vô giùm thấy nó, con hận nó lắm. Con không muốn cái đứa con qua việc này. Chính con đã làm cho nó thể thai đó. Ba tiếc gì cái giống qua việc đó hả? Mày! Mô Phật, tôi có nghe lầm không? Hay Hoàng, là con làm cho vợ con xảy thai đó hả? Anh Hai, anh nên khai hết mọi chuyện đi. Chuyện đã tới nước này rồi, anh không thú nhận thì sẽ thiệt thòi cho anh đó. Anh Hai à, anh hãy nghe lời em đi. Thằng Hai nó tự nhận là tự tay nó làm cho vợ nó xảy thai rồi, còn gì mà phải nói nữa chứ. Hai Hoàng, con có biết cái tội này là cái tội lớn nhất từ trước tới nay trong gia đình này không? Má, gia đình đang trông chờ đứa cháu đích tôn này, vậy mà con cả gan bỏ nó. Con có tội với cả dòng họ mình đó. Má, con... Hai Hoàng, con có khổ tâm gì sao con? Cớ chi con lại mần chuyện dạ dột vậy? Sao con lại tự tay hại chính con của mình chứ? Tôi thấy không cần phải nói thêm gì nữa hết. Phải xử tội thiệt là nặng cho cái tội này nè. Không thể dung thứ cho nó được. Anh Hai à, anh nghe chưa? Mau nói đi anh. Nếu anh không nói thì sẽ hại tới tánh mạng của anh đó. Con xin khai hết tất cả sự thật. Hai Hoàng, sự thiệt, cái thai trong bụng của vợ con không phải là của con. Mày, con nói gì lạ vậy Hai Hoàng? Con có còn tỉnh trí không đó con? Hai Hoàng, mày im cái miệng mày lại đi. Mày nói xàm cái gì vậy? Mày nín đi. Má ơi, má tưởng mình có thể giấu chuyện này biết hay sao má? Con xin thề với tất cả mọi người, con không phải là cha, cha của đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Bởi vì con mất bệnh, không thể nào có con được. Trời ơi, có chuyện đó nữa sao? Vậy ra con Hương nó đi tằng tiệc cho nên mới có thai đó hả? Thiệt là động trời mà. Chị Cả à, chị cũng biết chuyện này nữa chứ. Té ra lâu nay chị che giấu chuyện quấy của con dâu mình. Chị tính dụng đứa nhỏ đó làm cháu đích tôn, đặng tính lợi cho chị chứ chi. Chị cũng quấy luôn đó chị Cả. Tôi Thôi được rồi, nếu đúng như là anh Hai khai nhận thì anh không mang trọng tội như mọi người nghĩ đâu. Mà người có tội chính là vợ của anh. Và má Cả, hai người dám làm trái với luân thường đạo lý, có chồng mà lại đi thông dông với người đàn ông khác. Còn má Cả biết rõ sự thật mà vẫn che giấu, dối gạt mọi người. Sức khỏe của chị Hai hiện nay đang yếu, cho nên tới khi nào chị ấy tỉnh lại, gia đình mình sẽ họp lại xét tội cả hai người sau. Chị Cả, má, con lên thăm má nè. Mày đi ra đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Đục con bất hiếu, cả đời chỉ biết làm khổ cha khổ mẹ. Tao thà không có đứa con như mày còn hơn. Má ơi, đừng có giận con mà má. Tao nói mày đi đi, không tao lên má tao chết liền bây giờ. Bà Cả ơi, cậu Hai ơi, nguy rồi. Buồn lâu quá, có chuyện gì? Bà Hai nguy rồi bà Cả ơi. Con Hương làm sao? Bà Hai treo cổ tôi tự chết rồi bà Cả ơi. Hai ơi, trời ơi, sao bà chết khổ trên sở vậy hả con ơi? Con ơi, nào Hương ơi, con ơi, tình lại với chị Cả.
con mở hơi gửi lại cho con. Sao bỏ cả nhà mà đi vậy à? Con ơi, con ơi à, mình là em về làm vợ mình mười mấy năm qua, vui buồn gì đều đã có. Nỗi ân hận lớn nhất của em là chưa sinh được cho mình một đứa con nối dõi tông đường. Do vậy mà em đã lầm đường lạc lối. Em đã mở một việc ngơ ngác mà ngay cả bản thân em cũng không thể nào dung thứ được. Xin mình và má tha lỗi cho em. Em không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này. Em đi đi mà. Con ơi, sao đi vậy con ơi? Thưa đốc tờ, chị tôi có nguy hại tới tánh mạng không vậy? Bà cả trọng tuổi, nay do xúc động mạnh nên dẫn tới bệnh khá trầm trọng. Tôi sẽ kê đơn thuốc tạm thời cho bà uống để ổn định sức khỏe, chứ sắp tới khó mà nói trước được. Nặng lung dữ vậy sao? Ông không có cách gì cứu chữa được sao? Hiện nay nửa bên người của bà cả đã bị liệt, rất khó mà có thể phục hồi. Có thể bà sẽ nằm như vậy tới suốt đời. Trời ơi, chị Hai ơi, bây giờ phải tính sao đây? Thôi thì cứ cho chị cả uống thuốc theo lời dặn của đốc tờ, chứ biết tính sao giờ em. Thôi chào hai bà tôi về. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm. Em ba à, em đưa đốc tờ ra cửa giùm chị nha. Dạ, dạ mời đốc tờ. Chị cả à, thấy chị ra nông nổi này, tôi tội nghiệp cho chị quá à. Chị thì nằm một chỗ, con dâu thì chết, con trai thì lại chẳng ra gì. Như vậy á, phải gọi là quả báo không chị cả? Chị Hai, em mới vừa làm thêm được một việc cho chị đó. Người mẹ bắt phải trả giá lần này chính là má con bà cả. Chị Hai à, chị có thấy hài lòng không? Một người á thì đã bị câm, còn người kia có sống cũng chẳng khác chi chết. Họ đáng tội lắm đúng không chị? Nhưng chưa hết đâu. Kẻ mà em thù nhất trong lòng, nung nấu ý định trả thù, sắp tới đây cũng sẽ bị trừng trị. Hắn chính là Ba Lâm, người đã hại chết chị và làm cho hai chị em mình phải vĩnh viễn xa nhau. Chị à, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu. Bỏ tao ra. Cậu Hai, tao không có cần. Cẩn thận cậu Hai. Buông tao ra. Cậu Hai, cậu Hai, cậu chừng kìa. Có sao không cậu Hai? Trời ơi, cậu có sao không? Buông ra. Buông ra. Tụi bay. Trời, tụi bay cố ý. Tụi bay cố ý xô tôi té phải không? Không có, không phải. Tao biết mà. Thằng Hai Hoàng này không cần cái chi hết. Bây giờ tụi bay đâu có coi tôi ra cái gì đâu đúng không? Cậu Hai ơi, cậu nói quan cho tụi con rồi, làm sao mà con dám vô lễ với cậu được. Buông ra. Đi, đi cho tao. Cậu, đi cho tao. Cậu Hai, bình tĩnh đi cậu Hai. Tao không cần thằng nào bơ đỡ tao hết.
Tao tự đi một mình được. Tao không cần. Cậu hai, cậu đi về không nổi, để con đỡ cậu. Mày lì, mày không đi hiểu mày. Cậu hai, trời ơi, mày bế đâu bây giờ? Cậu hai ơi, mình tự đi. Đi hết. Cậu hai báo trọng rồi. Tao không cần thằng nào hết. Tao cấm tụi mày không được đi chung được với tao nghe chưa? Tao không cần thằng nào hết. Thằng Hai Hoàng này không cần tụi mày. Thằng Hai Hoàng này không cần thằng nào hết. Không cần. Dạ thưa cô ba, cậu hai xảy ra chuyện rồi cậu. Anh Hai, anh Hai bị làm sao? Hồi nãy có người tới báo tin, họ đang đi trên đường thì phát hiện ra cậu hai bị trói nằm ở dưới đường. Đã vậy còn bị... Bị cái gì? Cậu hai còn bị người ta thiến mất hạ bộ rồi cậu. Trời ơi. Dạ. Có chuyện thất nhân luôn vậy sao? Dạ. Dẫn tôi từ đó, nhanh lên. Dạ. Không thể nào tin được, ai lại nhẫn tâm bằng việc đó chứ? Không lẽ lại là Điền sao? Nhưng như vậy thì ác quá. Có thiệt là anh không? Vô đi. Dạ thưa bà ba, con mời bà ra ngoài. Có việc hả? Việc gì vậy? Không thấy tôi đang chăm sóc cho chị cả hay sao? Chút nữa rồi tôi ra. Bà ơi, việc này gấp lắm bà ơi. Việc gì thì nói đi. Bà ra ngoài đây đi, con mới dám nói. Bà ơi, không may rồi bà ơi, cậu hai bị người ta đánh trọng thương. Đã vậy người ta còn thiến đi hạ bộ của cậu hai nữa bà ơi. Thằng Hai nó bị thê thảm như vậy. Dạ. Sao nó đâu rồi? Tôi chạy ra đó liền. Dạ bà ơi, theo con. Bà ba à, mà nhắn tôi ra đây có chuyện chi không bà ba? Anh Điền à, tôi cần làm sáng tỏ chuyện này, chứ để trong lòng tôi khó chịu luôn lắm. Chuyện chi vậy mà? Có phải anh Hải Hai Hoàng đang trả thù riêng? Mợ ba, mợ nghĩ tôi thâm độc như vậy hả mợ ba? Thú thật là tôi có thù cẩu thiệt, nhưng mà tôi đâu có độc ác tới nỗi mà xuống tay hại cẩu như vậy đâu. Nghĩ tới tôi còn không dám nghĩ, huống chi mà mừng. Tôi cũng mong là anh không tới nỗi tán tận lương tâm như vậy. Nếu không phải là anh thì là ai? Chẳng lẽ là người đó sao? Cũng có thể lắm. Anh ba, sáng nay anh đã nhớ ra kẻ nào hại ảnh chưa anh? Anh còn bất an lắm. Chắc vài bữa nữa anh mới tỉnh táo lại mà. Nhưng anh nghĩ khó lòng tìm ra thủ phạm, bởi vì đây là một kẻ đa mưu túc trí, không dễ dàng tìm ra hắn đâu. Anh có nghĩ hắn cũng là người gây ra mọi chuyện trước đây không anh?
Anh cũng án chừng là như vậy. Anh ba, tứ chi em lại thấy anh vẫn dưng với tất cả mọi chuyện như vậy, sao anh không cho người đi điều tra đi, coi như thế nào? Chuyện này cũng qua rồi, có gì thì từ từ mà tính. Em nóng nảy quá làm cái gì? Em uống trà đi. Trà này là loại ngon nhất, anh mới gửi người ta mua về đó. Em thấy mùi thơm của nó có dễ chịu không? Quả thật là anh ta rồi. Anh ta bình tĩnh một cách lạ thường, gây xong tội ác mà không ai phát hiện ra, nên trông anh ta có vẻ hả hê lắm. Đồ thất nhiên, ra tay với cả người thân của mình. Mình nè, sắp tới tôi có việc cậy mình giúp. Chuyện gì vậy Mình? 3 ngày nữa tôi có hẹn với quan ba đi giao tiền cho ổng, rồi bàn tiếp một công việc làm ăn mới. Tôi muốn mình làm thông dịch cho tôi trong cuộc nói chuyện này. Mình không từ chối chứ? Mình nói thiệt không? Tôi chỉ sợ mình ngại thôi, chứ giúp được cho mình tôi sẵn lòng. Cho tôi hỏi câu này được không? Sao mà mình không để chú Tư thông dịch cho mình? Chú Tư cũng biết rành tiếng Pháp lắm mà. Tôi biết, nhưng cũng tùy người tùy việc mà kệ nhờ chứ. Đây cũng là việc làm ăn rất là hệ trọng của tôi với quan ba. Tôi không muốn lộ ra ngoài. Cho dù là anh em với nhau, nhưng tôi cũng chưa chắc chú ấy thiệt lòng thiệt dạ với tôi hay không. Nếu mình giúp tôi thấy an tâm hơn. Tôi biết rồi. À, hồi nãy má sai người qua kiếm mình đó. Mình qua coi má có sai biểu gì không? Ừ, tôi đi liền. Con người này thì là đáng sợ. Anh ta đề phòng tất cả mọi người, kể cả thân thích ruột rà của mình. Muốn đối phó với anh ta cũng không phải là chuyện dễ. Làm sao đây? À, đúng rồi. Cớ chi mình không dùng việc gặp gỡ quan bà để phá anh ta chứ? Mình sẽ làm cho anh ta gặp rắc rối, và đây sẽ là cơ hội tốt nhất đặng mình trả thù. Mời. Vô. Thôi, mời nè, anh ăn cái này đi ha. Ăn đi anh. Chú ơi chú, đánh dài vậy chú? Cậu uống đi cậu. Dạ. Chú đi giúp. Uống đi, ăn đi. Qua nấu rồi, ở đây ăn ngon mà không ai tin hết trơn. Đánh dài đi chú. Bữa nay là phải mời nghe chưa? Chú, vô. Đánh dài chú. Tao không đánh dài, mà đi chỗ khác đi. Vô đi. Đi chết. Nóng không anh? Rồi, uống đi. Mời. Mời anh dùng nha. Càng hết cái chung này luôn, càng hết hai chung này nghe chưa? Ê nhỏ, đánh dài mày. Thôi, rồi, tôi đánh chỗ khác rồi. Ê, mày uống thêm đi. Giọng quen quen nha. Rượu ngon mà gặp bản hiền nữa đúng không? Em rót cho anh nha. Nóc. Cho dù tao có sai đi nữa thì cái giọng của mày tao không bao giờ mà tao quên được. Mày chính là thằng Nóc, đúng không? Đại biểu mày. Đại biểu. Mày đánh dài mà chế tiền hả mày? Đánh dài mày đặt cái khách hả mày? Dùng thêm đi ha. Để coi coi. Lóng dài đen đúa mà dơ dái quá hả mày? Đâu có được trắng trẻo đẹp đẽ như cái lúc đi theo hầu tao đâu. Bà con coi nè, thằng này ngày xưa nó là đại tớ của tôi, tưởng nó bỏ tôi đi nó bận cái gì khác, thế ra là làm đánh dài suốt ngày, chỉ biết cắm cái đầu xuống đất. Để kiếm cơm nhục tôi là nhục. Mày đánh đi. Đánh dài đúng không? Đánh dài nè. Bà con ơi, bà con ơi, bà con xem nè. Mày dữ quá, mày dữ quá. Bà con ơi, nhìn đi. Đàn ông mà không đủ hình hài, đàn ông mà mất giống. Trời đàn ông mất giống trời. Đi.
Notre coopération était très bonne jusqu'à cho tới hôm nay thì quan hệ làm ăn của chúng ta vẫn vô cùng tốt đẹp. Je voudrais de vous demander cette faveur à travers votre usine pour casser une chose. Sắp tới, tôi muốn mượn sự đóng tàu của ông để cất giấu một thứ hàng hóa vô cùng đắt giá, đó là thuốc phiện. Ông nghĩ sao? Thưa ông, cảm ơn ông đã tin cậy tôi. Merci de me faire confiance. Nhưng tôi nghĩ chỗ của tôi không phải là nơi thích hợp để chứa hàng hóa công đâu. Ở đó, công nhân thợ thầy ra du hàng ngày. Họ sẽ để ý tới, e rằng có thể gây bất lợi cho ông. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Tôi sẽ cho người của tôi làm việc cẩn thận để không ai phải nghi ngờ hết. Ông chỉ cần đồng ý hợp tác với tôi, còn lại mọi việc tôi sẽ lo liệu. Lợi nhuận có được chúng ta sẽ chia ra 7-3. Ông có chịu không? Việc này rất hệ trọng, tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Tôi không thể nào trả lời ông ngay bây giờ được đâu. Chúng ta có thể gặp nhau một dịp khác được hay không? Cette question est au-delà de mes pensées. Je veux vous dire que je ne suis pas d'accord. Vous pouvez chercher une autre personne pour coopérer. Je ne veux pas provoquer de troubles. Vous n'êtes pas d'accord? Cela me rend en colère. Je veux vous dire que ne permettre à personne d'empêcher mon usine. Notre conversation est finie maintenant. Au revoir. Ông ta nói gì vậy? Ông ta nói là mình từ chối thành ý của ông ta. Ông ta rất bực mình. Ông ta sẽ không nương tay với mình đâu. Việc hợp tác của ông ta và mình đã coi như chấm dứt từ đây rồi. Ông ta dám hăm dọa tôi như vậy sao? Ông ta tưởng tôi là ai chứ? Tới nước này tôi cũng không thể nhân nhượng ta được nữa. Tôi sẽ tới gặp các thương nhân ở xứ này, làm phối hợp, bàn cách để chống lại ông. Nhất định không để ông đưa thuốc phiện vô xứ của mình được. Vậy mình định chừng nào đi? Càng sớm càng tốt. Để tôi thu xếp công việc sớm. Sáng mai tôi đi sớm. Chị ba, cứ chi chị lại cố ý thông dịch sai lời của anh ba vậy? Chị có biết chị làm như vậy là chị sẽ hại anh không? Chú lén lúc đứng đây nghe trộm tôi hả? Tôi mừng như vậy là có căn do. Căn do gì chứ? Chị nói đi. Tôi thấy quan ba đó thiệt là hống hách, có ý mừng nhiều việc có hại cho xứ của mình, nên tôi ghét. Tôi nói như vậy để hắn từ bỏ ý định xấu xa của mình. Chị nói thiệt không? Tôi thấy trước mắt anh ba mới là người bị hại đầu tiên đó. Bây giờ quan ba đang rất là tức giận. Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm ông ấy, đặng xoa dịu ổng, đặng cho ổng nguôi giận. Tôi không muốn ổng hiểu lầm anh ba đâu. Je lui ai proposé affaire avantageuse et pourtant il l'a refusé sans savoir pour me déplaire. Devait payer pour cela. Il le verra tôt. Monsieur, on vous attend. Qui est-ce? Monsieur, il dit qu'il vient de la maison officielle Boy. Ah, il est venu. Il voulait sans doute excuser devant moi. Dis-lui rentrer. Oui, monsieur. Monsieur. Anh ba,
Thưa Trọng hả? Dạ, ngồi đi. Anh ba, anh lại suy nghĩ tới chuyện quen ba nữa sao? Em cũng biết việc đó hả? Ừ. Anh đang định viết thư, hẹn ông dùng cơm để bàn bạc lại. Biết đâu chừng ông sẽ đổi ý. Thôi, anh đừng thất công nữa. Em đã mạn phép tới gặp ổng rồi. Thiệt ra em lo ổng sẽ làm khó dễ anh, nên muốn tới năn nỉ ổng. Ai dè ổng nghĩ mình có quyền hành, không nghe em nói tiếng nào hết rồi đuổi em về. Đã vậy ổng kêu em nhắn lại với anh là đừng mong ổng thay đổi. Ổng đã quyết định mần chi thì ổng sẽ không thay đổi đâu. Ông ta trở mặt với anh như vậy sao? Còn dám lớn tiếng thách thức em nữa hả? Được rồi, là do ông tự chuốc lấy. Anh muốn giải quyết việc này một cách hòa hoãn, nhưng bây giờ thì không thể được rồi. Anh sẽ dùng một cách khác. Anh ba, em thấy lo cho anh lung lắm. Anh tính làm gì, anh nói cho em nghe thử đi. Một mình ông ta thì không thể nào làm mưa làm gió đây được đâu. Anh sẽ liên kết các thương nhân quanh đây, đồng tâm hiệp ý chống lại ông ta, để coi ông ta xoay sở ra sao cho biết. Mình à, lúc chiều tôi để ý thấy mình ăn cơm ít lắm. Tôi có xuống bếp chưng cho mình chén yến, mình ăn đi. Cảm ơn mình, để chút nữa tôi ăn. Mình cứ suy nghĩ tới công việc rồi sanh bệnh đó. Hay là mình san sẻ với tôi cho đỡ nặng đầu. Thì cũng là chuyện của quan ba thôi. Hồi chiều chú Tư cứ tới gặp ổng, nhưng cũng không có kết quả gì. Tôi đang suy nghĩ thử coi có nên liên kết tất cả các thương nhân xứ này, kêu họ không hợp tác với ổng nữa, để ổng không có lộng quyền, không coi ai ra gì nữa. Quan ba là người lắm mưu nhiều kế, mình phải cẩn thận hắn nghe mình. Tôi sợ chỉ cần hắn mua chuộc được vài ba người thì kế sách của mình coi như là thất bại. Hay là vậy, mình tìm cách chán chuyển đi nơi khác đi, thì lúc đó mình sẽ yên ổn hơn. Ý của mình hay đó, nhưng không dễ gì hắn bị chuyển nơi khác đâu. Chuyện đó thì tùy vào cấp trên của hắn. Hình như là mình cũng đã từng gặp ông ta rồi thì phải. Vậy thì mình còn dụ dự gì nữa, mình cứ viết cho ông ta một lá thơ, hứa hẹn sẽ đền đáp cho ổng. Nếu ổng chịu điều quan ba đi nơi khác, như vậy là xong. Được đó, mình sáng nghĩ lắm đó. Tôi bắt đầu phục mình rồi. Nhưng còn cái việc này hệ trọng không kém. Ai sẽ là người đem lá thơ này giao cho cấp trên của quan ba? Nếu như lộ ra ngoài thì rất là nguy hiểm. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Nếu mình không ngại thì giao cho tôi đi. Tôi sẽ cậy người đi băng qua đường rừng, đặng tránh tai mắt của quan ba. Anh Điền, anh phải giúp tôi chuyện này. Chỉ có anh mới mần được việc này mà thôi. Thôi, mình ăn đi cho nóng. Tôi cảm ơn mình. Thank you.
Thế kéo đi hả? Tôi không ngờ người mà mình nói lại là thằng Điền. Mình không biết nó là ai hay không mà dám cậy nó một việc hệ trọng như vậy. Tôi biết chứ, chính vì anh ta có thâm thù với gia đình của mình cho nên sẽ không ai nghĩ là anh ta đang giúp đỡ mình. Mình thấy có đúng không? Mình nói tôi nghe cũng xui, chỉ mong là sao cho anh ta tới đúng chỗ thôi. Mình, sao rồi Mình, mọi chuyện có ổn không? Tôi tới tận nơi anh ta làm thuê để hỏi, nhưng mà người ta nói anh ta chưa về. Vậy thì lạ quá, đâu thể nào đi lâu như vậy được. Mình à, cũng có khi anh ta trễ nải là do la cài dọc đường, mình đừng có lo lắng quá. Dạ thưa cậu ba, thầy đội đội gặp cậu. Cậu ba, mời cậu theo tôi về đồn, gặp quan ba có chuyện. Xin Nam, bà xin đi. Ông Quang Ba mời ông ngồi. Cảm ơn ông. Ông cho gọi tôi tới đây có được gì? Monsieur, c'est pour quel garçon vous m'avez fait venir? Rien du tout, juste pour vous voir, vous parler, savoir, il y a des choses de ma part qui vous ont déplu. Không có gì, chỉ là ông Quang Ba muốn gặp ông, nói chuyện với ông để hỏi trong thời gian qua ông Quang Ba có làm gì cho ông buồn lòng hay không. Ông khách sáo quá, ông là Quang Ba mà, là người quyền hành nhất xứ này, thì sao họ thái độ của tôi làm de cette raison de faire-vous faire trop attention à mon comportement. Je sais que vous n'êtes pas sans danger. Si vous êtes mécontent de moi, vous me causez des maux. Bởi vì ông Quang Ba biết ông không phải là người đơn giản. Nếu như ông không thích ông Quang Ba ở lại đây thì có thể ông sẽ làm hại ông Quang Ba. Ông nói cái gì mà lạ vậy? Tại sao tôi lại hại ông? Qu'est-ce que vous dites? Je veux faire toi. J'espère que cela n'aura jamais en lieu. Mais malheureusement, il s'est arrivé fait venir ce type-là. Ông Quang Ba chỉ mong sao cho chuyện ấy đừng xảy ra. Nhưng tiếc đó là sự thật. Fais lui entrer. Cho thằng đó vô. Qui te donne le message? Ai đưa mày lá thư này? Là chính người đàn ông này đã đưa cho tôi. Xin lỗi. Comment ce jeu vous rend confortable? Sao? Ông ở đây tốt chứ? Có gì không chịu ý thì ông cứ nói. Cảm ơn ông đã chiếu cố, tôi thấy như vậy cũng không tệ. Merci pour votre attention, ça me va. C'est bien pour vous rappeler de ce qu'on dit et n'est pas toujours fini. Tôi tới đây để nhắc lại câu chuyện hôm trước của ông và tôi còn dễ dàng. Donc, donnez-moi la réponse. Tôi chắc bây giờ ông đã suy nghĩ kỹ rồi. Acceptez-vous pour part de affaire? Vậy thì ông quyết định luôn đi. Je vous ai parlé. Pourtant, ông có bằng lòng hợp tác với tôi cái chuyện làm ăn mà tôi đã nói không? Vous enverrez, recevez 20%, moi 80%. Tuy nhiên, lần này tỷ lệ chia không như trước nữa. Tôi 8, ông 2. Ông không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu. Tôi biết. Ông là người rất giỏi nắm bắt thời cơ. Vous savez bien ông đẩy tôi lên tình thế này.
Liệu tôi có từ chối được hay không? Nhưng trước khi tôi bắt tay hợp tác vào, tôi muốn gặp vợ tôi, đang dặn dò cô một chút chuyện gia đình. Ông chấp nhận cho thỉnh cầu của tôi chứ? Mình à, mình có sao không? Họ có làm gì mình không? Không, tôi vẫn bình an vô sự. Mình đừng lo. Ở đây không tiện nói nhiều, tôi chỉ nói vắn tắt vài câu. Mình về cứ theo đó mà mần, nghe chưa? Mình dặn gì tôi sẽ ghi nhớ. Hiện tại tên Quang Ba giam tôi ở đây, nhưng hắn cũng chưa dám mạnh tay với tôi, vì còn đang lôi kéo tôi vô công việc làm ăn của hắn. Nhưng có điều tôi chỉ sợ rồi đây hắn sẽ gây áp lực cho tôi, và nếu như tôi không đồng ý, hắn sẽ thẳng tay trừng trị, không khoan nhượng nữa. Mình à, tôi sẽ viết một giấy ủy quyền cho chú Tư toàn bộ nhà cửa ruộng đất mà tôi đứng tên, để phòng tình huống xấu nhất. Có thể hắn sẽ ghép tôi vô tội theo Diệt Minh, đang mượn cớ đó mà tịch thu hết tài sản. Tôi tính như vậy đó. Mình về kêu chú Tư lên gặp tôi, nghe mình. Mình à, hay là mình cứ hợp tác với hắn cho khỏi cực thân. Mình khéo nó chơi quá. Tôi không muốn tiếp tay với tội ác. Đã có bao nhiêu người nhà tan cửa nát với thuốc phiện rồi. Tôi không thể mần việc thất đức đó. Anh Ba, có cần thiết em phải mần chuyện này không anh? Trọng à, trong nhà mình bây giờ chỉ còn có em mới có thể thay anh cán đáng mọi chuyện. Sắp tới không biết anh sẽ ra sao, cho nên anh trông cậy hết ở em. Em đừng có phụ lòng mong đợi của anh. Anh Ba à, anh sẽ không sao đâu mà. Em sợ anh giận nên em mới chịu nhận ủy quyền của anh, chứ thật lòng á, em không muốn chút nào hết. Anh Ba, vài ba bữa nữa anh về á, em sẽ giao lại hết cho anh. Được rồi, khi nào anh về rồi hẳn hay. Còn bây giờ em nghe anh dặn đây. Dạ. Không có anh ở nhà, em toàn quyền quyết định hết tất cả mọi chuyện, nghe chưa? Dạ. Nếu cần cứ hỏi ý chị ba của em, cổ sẽ giúp em được nhiều chuyện lắm đó. Còn nữa, em phải thay anh chăm sóc cho mọi người ở trong nhà, nhớ lo thang thuốc cho má cả đầy đủ, và an ủi má hai giùm anh. Mình à, tôi đã giao hết quyền hành cho chú Tư rồi. Có thể lúc đầu chú Tư chưa quen, chắc là cũng sẽ cực lung lắm, cho nên mình phải ở bên cạnh chú ấy, đặng đỡ đần bớt việc cho chú ấy nha mình. Tư Trọng, con về rồi hả con? Con có gặp được anh ba con không? Dạ có. Con có nghe nói là chừng nào ba Lâm được thả không con? Cớ chi mà họ lại giam giữ nó lâu vậy chứ? Chuyện này ngó vậy chứ rắc rối lung lắm má à. Để thủng thẳng, con lựa lúc quan ba nguy giận, con nói lý với ổng, xin ổng tha cho anh ba. Tội nghiệp cho thằng ba, nó có mần chi quấy đâu mà tai tai dạ gió như vậy. Trọng à, con coi thử ổng muốn cái gì thì mần cho ổng đi, tốn kém gì mình cũng phải lo liệu. Miễn sao ba Lâm được thả về, chứ má xót ruột lắm con à. Mà anh ba con trong đó ăn uống ngủ nghe ra sao được con? Nó có ốm nhiều không con? Anh ba vẫn khỏe má à, người ta chỉ giam lỏng ảnh thôi, chứ không có tra tấn dụng hình chi đâu. Nhưng dẫu sao cũng không thể để ba Lâm ở trong đó, còn phải tìm mọi cách để đưa anh con ra sớm, sớm ngày nào hay ngày đó nghe con. Má à, từ ngày anh ba bị đưa đi tới nay, ruột gan con cũng nóng như lửa đốt. Con hứa với má, con sẽ cố gắng hết sức đặng cứu ảnh thoát khỏi cảnh tù tội này. Coi bộ con mệt mỏi lung rồi, thôi con vô phòng nghỉ đi. Dạ. Trọng à, sớm ơi, con dẫn má lên gặp quan ba được không con? Má muốn gặp ổng nói chuyện cho rõ ràng. Con thấy sao hả Trọng? Dạ, con mệt lắm, xin phép má con vô nghỉ đây.
Trọng à, con thấy sao hả con? Trọng ơi, Trọng à, Trọng, Trọng ơi. Thầy Thông Ngôn, thầy Thông Ngôn, thầy Thông Ngôn, thầy ơi. Thầy cho tôi hỏi thăm chút chuyện. Gì đó cậu? Thầy làm ơn nói với Quang Ba là tôi cần gặp ông để bàn công chuyện làm ăn. Việc này tôi khó mà giúp cậu được. Ủa sao kỳ vậy thầy? Quang Ba đi công cán rồi sao? Không, ông vẫn còn ở đây, nhưng ông nói là không muốn gặp cậu nữa. Tôi có làm gì đâu mà ông giận tôi luôn dữ vậy? Tôi thấy cậu là người đường hoàng nên tôi không đành lòng. Bây giờ tôi báo cho cậu biết, đang cầu liệu mà thu xếp. Tin gì vậy thầy? Hoàng nên tôi không đành lòng. Bây giờ tôi báo cho cậu biết, đang cầu liệu mà thu xếp. Tin gì vậy thầy? Tôi nghe ông Quang Ba nói ông không cần cậu nữa, ông tìm cách đài cậu đi thiệt xa. Thầy có nghe lầm không? Ở xứ này ngoài tôi ra làm gì còn có ai khác dám hợp tác giọng nữa chứ. Tôi không có nghe lầm đâu. Ông nói là đã tìm được người thay cậu làm ăn với ông rồi đó. Thôi cậu tự lo liệu đi. Đó là ai? Đó là người ở đây hay từ xa thôi. Je vais négocier avec les commerçants de cette région pour faciliter vos affaires. M'en croyez-vous? Bien sûr que oui. Mais, en contrepartie, qu'est-ce que vous voulez? Vous me comprenez bien. En contrepartie, vous devrez libérer une personne. Que vous êtes une femme dévouée de votre mari. D'accord, je vous promets quand vous aurez fini les affaires, je libérerai votre mari. Merci monsieur. C'est bien donné. Et pourtant, la personne dont j'ai besoin est digne. Ce n'est pas Balaam. Et Balaam, comment sera-t-il? Ça dépend de vous. Vous pouvez le traiter en vous basant sur l'âme. Mợ ba, mợ ra đây đặng trò chuyện với chị của mợ hay sao? Dưới tim tôi có việc gì? Tôi muốn nhắc lại chuyện trước đây mà mợ đã hứa với tôi. Mợ à, bây giờ mọi việc mợ kêu tôi mừng á, giờ đã xong rồi. Tôi xin phép mợ cho tôi về quê được chưa ạ? Tôi giữ lại làm gì? Sau khi tìm được nơi chị Hương nằm, tôi cũng sẽ đưa chị trở về quê, không ở lại đây nữa. À, dú tính chừng nào đi? Dạ, tôi tính sáng mơ tôi đi đó mợ. Vậy dú theo tôi vô nhà, đặng tôi lấy ít bạc cho dú về quê dưỡng nhà nghe không? Dạ. Mợ ba, mợ sao vậy? À, mợ ba, mợ ba, mợ ba, mợ ba ơi, mợ ba, mợ ba ơi, mọi người ơi, có ai không? Mợ ba. Trời Phật ơi, nó làm tôi hết hồn hết vía à. Cứ tưởng lại có chuyện xui rủi gì nữa, ai dè là chuyện vui. Dạ. Thì cái thằng Ba Lâm mà nó nghe chuyện này á, chắc là nó mừng lung lắm. Cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Thôi để tôi sai sắp nhỏ đi mua hoa quả về cúng tạ lễ. Dạ. À, mợ ba, sao không nghỉ ngơi xíu đi? Má chồng tôi vừa nói gì vậy? Cái gì tin vui? Mợ, bà nói là mợ có tin vui ở đây á, là mợ có thai đó. Chú nói cái gì? Dạ, đó, ông bà mới khám cho mợ đó. Người ta nói là mợ mang thai rồi. Ờ, Ba Lâm, lại đây con.
mà lo cho con cháy ruột cháy gan. Mới có mấy ngày mà con xanh xao lung quá. Con ốm đau gì không con? Người ta có làm khó gì không con? Má, con không sao đâu. Má tới đây làm chi vậy? Vợ con không đi với má sao? Tại má nôn nóng muốn gặp con, đặng báo tin vui cho con biết, nên má vội vội vàng vàng đi có một mình à. Có chuyện gì mà con bộ má căng thẳng luôn vậy? Con à, má sắp có cháu nội rồi. Vợ con nó có thai rồi đó. Hôm qua đốc tờ khám cho nó rồi báo tin như vậy á con. Thiệt không má? Thiệt mà. Má mừng lung lắm đó con à. Có lẽ trời Phật rủ lòng thương cho nên hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai. Cho dù con có gặp chuyện gì đi nữa thì đứa con này á coi như bù đắp lại rồi. Má đã nói với Tư Trọng phải tìm cách lo cho con ra khỏi chỗ này. Cho dù có tiêu tốn hết cả gia tài, má cũng không màng. Má chỉ muốn có con bên cạnh thôi Bình Lâm à. Vợ con có khỏe không má? Đàn bà mang thai mà sao khỏe được con? Hôm qua nó mới bị xỉu đó. Vậy con nhờ má chăm sóc cho cổ giùm con. Khi nào vợ con khỏe má kêu cổ tới thăm con nha má. Sao con không về mà biểu nó lên? Con có tội tình gì mà quan ba không cho con về chứ? Má, tạm thời bây giờ con chưa về được, nhưng má cứ yên tâm đi, con sẽ có cách lo liệu mà. Má ở nhà đừng suy nghĩ nhiều mà hại cho sức khỏe. Má biết rồi. Con cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe không con? Dạ. Chị ơi, bây giờ em phải làm gì đây hả chị? Cứ chiêu rồi lại buộc em vô nghịch cảnh trớ trêu như vậy. Trong bụng em đang mang giọt máu của kẻ mà em căm ghét quán hận. Sao lại như vậy hả chị? Sao em lại mang thai trong hoàn cảnh này chứ? Em không thể sanh đứa con này ra. Em không thể để nó hiện diện trên cõi đời này như mong muốn của cha nó. Nhưng mà chị ơi, đứa nhỏ đâu có tội tình gì đâu. Làm sao em có thể tước đoạt mạng sống của nó chứ? Em rối trí quá. Em phải làm sao cho phải đây? Giúp em đi chị ơi, giúp em đi. Chị ba, tôi vừa hay tin là chị đã có thai. Tôi mừng cho chị lắm. Đứa nhỏ này là niềm mong ước bấy lâu nay của gia đình mình, và là cháu đích tôn của dòng họ. Chị đã làm được một việc lớn cho gia tộc. Nhưng dường như là tâm trạng của chị không được vui, đúng không chị ba? Chị muốn nói gì thì nói phức ra đi. Tôi không biết mình có nên nói ra trong lúc này hay không nữa, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn tới số phận của đứa bé này. Thật ra thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho nó. Mai sau khi nó biết được giữa cha với má nó có một mối thù sâu nặng thì nó phải làm sao đây? Chú đừng có lấp lửng nữa. Tôi muốn chú nói hết sự thật cho tôi nghe. Chị ba, chắc chị vẫn còn nhớ chuyện cái thai trong bụng của con Hường, rồi sau đó là vì con Hường bị cắt lưỡi và thủ tiêu mất xác. Ai là người đã gây ra tội ác tại trời đó chứ? Không lẽ tới giờ chị vẫn chưa đoán ra hung thủ hay sao? Chú muốn ám chỉ kẻ đã gây ra chuyện này chính là Ba Lâm.
Tôi xin lỗi vì đã giấu kín chuyện này bấy lâu nay. Thật ra tôi là người chứng kiến cảnh Hường bị giết và bị quăng xác xuống sông. Và cũng chính tôi, chính tôi đã vớt xác cổ lên và chôn cất ở một nơi không ai lưu tới. Chị Ba, chị có muốn đi tới thăm Hường không? Chị à, chị chưa từ biệt mà dỗ dàng bỏ em đi sao chị? Em không tin, em không tin là chị bỏ em một thân một mình để em bơ vơ cô cút trên khỏi đời này. Chị về với em đi chị ơi, chị em mình còn nhiều chuyện chưa kịp nói mà chị. Ngày nào em cũng nghĩ tới chị, cũng mong gặp lại chị bằng xương bằng thịt. Vậy bây giờ đây, chị em mình âm dương cách biệt. Chị hai ơi, sao chị lại chết thảm như vậy? Chị về với em đi chị ơi. Chị ơi, gia đình tôi có lỗi với hai chị em Tú Lung lắm. Tôi hận bản thân mình còn quá vô dụng nên tôi không thể ngăn cản anh Ba gây nên những chuyện đau lòng này. Tôi xin thay mặt anh tôi dập đầu tạ lỗi với Tú. Không cần gánh tội cho ai hết. Phàm ở đời này, người nào làm thì người đó chịu. Hắn đã gieo cái nhân không lành thì ắt sẽ gặp cái quả hung dữ. Tôi nhất định phải để cho hắn nếm trải cảm giác mất đi người thân, dòng có sống cũng không bằng chết. Mình à, mình đang có thai lại không được khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, vội vã tới đây làm chi vậy? Coi bộ mình xanh lắm đó. Về nhà mình phải hút thêm vài thang thuốc để bồi bổ cho sức khỏe của hai má con, nghe không mình? Từ bữa má báo tin mình có thai tới nay tôi vui trong bụng lắm. Tôi hứa với mình, tôi sẽ bàn với Tư Trọng lo liệu làm sao cho tôi mau chóng trở về nhà, đặng tự tay tôi sẽ chăm sóc cho mình. Mình có chịu không? Mình làm sao vậy? Không lẽ ở nhà có ai nói ra nó vui điều gì làm cho mình giận hay sao? Nếu như là má thì mình cũng đừng có để tâm làm chi cho thất công. Mình cũng biết tánh má rồi,
Má có nói á, cũng là vì lo cho mình và đứa con thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Ủa, cớ chi mà mình cứ dòm tôi lom lom như vậy? Có điều gì không vừa ý thì mình cứ nói ra đi. Tôi tới đây gặp anh là để kể cho anh nghe một câu chuyện. Cách đây 8 năm, có một người đàn bà lưu lạc tới xứ này cùng với hai đứa con gái, lạ nước lạ cái, lại nhẹ dạ tin người, nên bà ta để thất lạc đứa con gái nhỏ. Quá đau khổ, bà quẫn trí thắt cổ tự vẫn, bỏ lại đứa con gái lớn bơ vơ cô cút. Và số phận đã đưa đẩy cô gái mồ côi đó tới làm đầy tớ cho một gia đình quyền thế giàu sang, có 4 người con trai. Trong 8 năm ròng, cô ấy chịu biết bao nhiêu tủi nhục của kiếp tôi đòi, cô gái đó vẫn cam chịu, một lòng một dạ lo tròn bổn phận của mình. Vậy mà người ta vẫn chưa vừa lòng, họ dụng quyền hại cổ phải thất tiết, phải chịu nhục nhã vì bị mang tiếng chủ quan, và tàn nhẫn hơn nữa là cắt lưỡi, giết chết cổ đặng bịt miệng thế gian. Mình đang nhắc lại chuyện cơ Hường đó sao? Tại sao mình biết tường tận gì của cổ luôn vậy? Mà căn do gì mình lại kể cho tôi nghe chuyện đó chứ? Câu chuyện này chưa hết đâu, anh nghe tôi kể tiếp đây. Sau 8 năm thất lạc, người em gái tình cờ gặp lại chị mình, lúc đó đang bị giam cầm tra khảo như một tội nhân. Hai chị em họ đã khóc hết nước mắt và tưởng rằng kể từ đây họ sẽ được ở bên nhau suốt quãng đời còn lại. Vậy mà một lần nữa họ phải chia lìa nhau vĩnh viễn vì bàn tay độc ác của kẻ đê tiện đó. Hắn hại chết người chị và xóa bỏ mọi dấu vết, hòng che giấu tội ác. Nhưng trời cao có mắt, người em gái ruột cuối cùng cũng đã tìm ra được sự thật. Cô đã thề với vong linh chị mình là sẽ làm cho kẻ mất nhân tính kia phải đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau mà chị cô phải hứng chịu. Hương tên thiệt là nương chị, còn đứa em gái sau khi bị người ta bắt cóc đã bán cho nhà giàu. Nó đã được cha nuôi đổi tên lại là Tú. Sau khi tận mắt chứng kiến chị mình bị người ta hành hạ, ngược đãi và giết chết, nó đã nén đau thương xuống tận đáy lòng, đang chờ cơ hội trả thù cho chị. Bà Lâm, bây giờ anh đã tỏ, cớ chi tôi lại thay đổi tâm tánh, trở nên hiền lành và chịu vâng lời anh rồi chứ? Thiệt ra, tôi đã sắp xếp hết mọi việc đâu ra đó, rồi từng bước thực hiện mưu kế của mình. Tôi bắt những người đã hại chị tôi phải nhận lãnh hậu quả mà họ đã gây ra. Còn riêng đối với anh, kể đến những tâm hại chị tôi phải thất tiết rồi vong mạng, sẽ phải là người cuối cùng trả giá. Thì ra Hương và cô là hai chị em ruột. Tôi thiệt không ngờ. Tới giờ anh mới biết thì đã muộn luôn rồi. Anh hãy nhìn đi, gia đình của anh đã tan nát, tất cả đều là quả báo đó. Còn anh, anh cũng sẽ hứng chịu nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh. Nếu như cô nghĩ tôi là người đã hại chết Hường và đã gây ra hậu quả tàn nhẫn như vậy, thì bấy nhiêu đây đã có là gì đâu. Lẽ ra tôi phải thê thảm hơn chứ. Anh cứ chờ đi, tôi sẽ để cho anh nếm trải nỗi đau mà tôi đã từng trải qua. Rồi anh sẽ biết mất đi người thân, anh sẽ đau lòng đến chừng nào. Tôi nghĩ cho tới cuối cuộc đời này, tâm trí anh cũng sẽ không bao giờ được yên ổn. Nhất định anh sẽ bị dài dò, ám ảnh, sống không bằng chết. Anh biết chưa? Nè, vậy cô tính bằng việc gì? Cô đừng có làm quấy đó. Mọi việc đã xong hết rồi. Nói thiệt với anh, nhìn thấy má con anh vui mừng khi hay tin sắp có cháu đích tôn, tôi tội nghiệp hết sức. Một kẻ thất nhân ác đức như anh mà mong muốn có con nối dõi hay sao? Anh đừng có hòng. Cô nói xàm gì chứ? Đứa con trong bụng của tôi, đứa cháu nội đích tôn của gia đình dòng họ Bùi đã không còn nữa. Tôi không muốn sanh đứa con này. Tôi không thể để gia đình anh vui mừng đắc ý như vậy được. Tôi biết mình có lỗi với con, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm anh phải đau khổ và ân hận cả đời này. Còn đúng vậy không? Ha 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 ha
Đâu vậy? Có gì cũng từ từ đợi thằng Ba Lâm về rồi vợ chồng bàn tính với nhau nghe không con? Thưa má, con rất tiếc là không thể đợi cho đến ngày con trai của má về. Con nghĩ mình không còn lý do gì để lưu lại nơi này. Con nói gì mà kỳ lạ vậy? Con là vợ của thằng Ba Lâm, con là dâu của nhà này. Hơn nữa con đang mang giọt máu của gia đình dòng họ Bùi này. Sao con có thể tự ý muốn làm gì thì làm mà không hỏi qua ý kiến của gia đình chồng chứ? Má không có cho phép. Nếu vậy thì con cũng nói cho má tỏ, ngay thời khắc này con bước chân ra khỏi ngưỡng cửa này thì con sẽ không còn là dâu của gia đình này nữa. Con nói ba láp ba xàm gì vậy Tú? Còn việc này nữa, giọt má của dòng họ Bùi hay cháu nội đích tôn của má cũng sẽ không bao giờ có mặt trên thế gian này. Má đừng mong ngóng làm chi cho thất công. Thôi chào má con đi. Bù phần Tú, chúng ta theo Tú, đứng lại đó Tú. Trời ơi, Ba Lâm ơi, con về mà không đi con. Không có con, mọi chuyện sao trộn tục lớn hết á. Không biết phải làm sao đi nữa. Mở ba. Mở ba. Gì vậy chị đẹp? Chị có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Mợ ơi, cái đêm á mà con Hùng bị đưa đi mất tích á, con lụm được vật này ở trên bãi cỏ gần cái củi á. Con lụm, con giấu đi cho tới ngày hôm nay. Mợ ơi, tôi nghi là cái vật này á, nó có can dự tới kẻ đã hại con Hường á mợ. Tôi tính giấu luôn, nhưng mà hổng rài, đêm nào tôi cũng thấy cổ về kêu tôi phải trả lại hết á. Mợ ơi, tôi sợ quá mợ ơi. Má ba, má ngủ chưa? Con vô đây đi. Có chuyện gì mà qua tìm má khuya vậy con? Dạ cũng không có gì. Con nằm hoài mà không ngủ được, cho nên là muốn qua Hằng Nguyên tâm sự với má. Con lo cho thằng ba chứ chi. Thiệt, thấy nó gặp nạn má thương hết sức. Má chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho nó mau trở về nhà. Má, con có vật này cho má xem nè. Sao còn có vật này? Má biết vật này là của ai không? Nó được tìm thấy ở gần củi ngay đêm chị Hường bị đưa đi mất tích đó má. Má chưa thấy vật này bao giờ. Má coi nè, vẫn còn dính máu trên đó. Con nghi vật này là của kẻ đã tới hại chị Hường làm rớt lại. Cũng chưa chắc đâu con. Biết đâu chừng là của con Hường. Nhất định là không phải của chị Hường. Nếu có thì con đã biết. Vật này má cũng mới thấy nó lần đầu. Thôi con không làm phiền má nghỉ ngơi nữa, con về phòng đây. Hey, hey. Tư Trọng. Dạ má. Ừ,
Nè, má cho con vật này, con nhớ giữ cẩn thận, không được làm mất nghe con. Má xin sư thầy đem về cho con đó. Con đeo cái này tránh được nhiều xui rủi, không sợ người ta quấy phá mình. Ủa, ai mà phá hả má? Thì khuất mặt khuất mài, cô hồn các đảng với ai con? Má nói chi mà con không có tỏ. Ừ, con cứ nghe lời má, đeo cho má an tâm là được rồi. Nhớ không, vật bất ly thân, không được tháo ra nghe. Dạ. Hey, hey. Sợi dây của con đâu? Sao bữa giờ má không thấy con đeo? Con làm mất rồi phải không? Dạ, con xin lỗi má. Con làm rớt mất hồi nào mà con cũng không biết nữa. Thiệt tình, con bị mất sao không nói với má? Thôi được rồi, để hôm nào má lên chùa, má xin cho con cái khác. Dạ. Má ơi má. Má. Má à. Nhìn má suy tư gì vậy? Má đang suy nghĩ gì vậy? Con là má giật mình hả? Ờ, không có. Trọng nè. Dạ. Chuyện của anh ba con lo liệu tới đâu rồi? Bữa giờ con cũng đang tìm mọi cách để giúp ảnh. Má nè, má còn chuyện chi muốn nói với con sao? Không, không có gì hết. Trông má có vẻ mệt lắm, má nghỉ ngơi sớm đi. Con về phòng coi sổ sách nghe. Ừ. Dạ. Tư Trọng. Dạ. Cái nanh heo năm xưa má cho con, có thiệt là con làm rớt mất rồi không? Thôi, con về phòng đi. Dạ. Ông là người làm ở đây lâu năm, chắc là ông đã thấy qua vật này chứ? Dạ, cái này tôi từng thấy con Hường nó đeo trên cổ. Nó giấu kỹ lắm, nhưng vô tình tôi nhìn thấy. Nhưng sao chỉ có vật này? Tôi có hỏi thì nó nói là của cậu ba cho nó. Ông nói thiệt chứ? Là của ba Lâm cho chỉ sao? Dạ, thiệt đó mợ. Cảm ơn ông. Sao cậu biết mà ba dò hỏi tôi mà cậu dặn trước vậy? Ông là người lập lâu năm ở đây, lẽ đương nhiên là cổ sẽ tìm thấy ông thôi. Nhưng cái việc này có gì hệ trọng không mà mợ ba phải hỏi cho ra lẽ vậy cậu? Ông đừng bận tâm tới việc đó, chỉ cần ông nói đúng như những lời tôi đã căn dặn là được rồi. Mà nè, lóng rài, bệnh tình của má cả ra sao? Dạ, bà đau nhức khắp người, cứ khóc than suốt đêm. Coi bộ sức khỏe của bà càng ngày càng suy sụp. Vậy còn anh hai của tôi? Cậu hai á thì ngày càng tệ. Sau khi mợ hai qua đời á thì cậu nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Bà cả thì đau ốm như vậy mà cậu có ngó ngàng chi tới đâu. Nói nào ngay, nhà này cũng may còn có cậu, chứ không rối ren lên hết rồi. Tôi chỉ mần thay công việc cho anh ba thôi. Nay mai ảnh về á thì anh sẽ sắp xếp mọi việc lại như trước đây. Dạ. Con cái nanh heo không à, mà cũng bắt nói trớ qua trớ lại là sao chứ? Chắc là do ghen tuông nên ngờ giật lẫn nhau chứ gì. Thiệt là rất
rối. Thôi kệ, bây giờ cậu Tư là người cai quản cái nhà này, mình phải chịu theo ý cậu cho yên thân, chứ chống lại sao được. Ta nói gió chiều nào thì phải theo chiều đó. Khi nào cậu ba về thì tính. Thì ra việc này là của anh ta, nhưng anh ta cho nuôi chị, đang dỗ ngọt chị, hay là còn gì khuất tất trong chuyện này? Tú à? Dạ con ở trong này má. Dạ má ngồi đi. Con chịu ở lại đây má mừng lắm. Vậy là con đã suy nghĩ lại rồi và hết giận phải không con? Má đã nói rồi, có gì thì con cũng phải đợi thằng Ba Lâm về, đặng nghe nó phân tỏ cho rõ ràng. Chứ con đùng đùng bỏ đi như vậy thì thiệt thòi cho con lắm đó nè. Nhà mình bây giờ chỉ còn có mấy người đàn bà nương tựa với nhau. Con bỏ đi rồi tuần sau Ba Lâm nó về, má biết ăn nói sao với nó. Ai nói với má là tuần sau chồng con về? Thằng Tư Trọng, nó nói quan ba chẳng qua là tham tiền thôi, chăm chăm vô tài sản nhà mình nên mới giam giữ Ba Lâm trên đó. Má nói thiệt, tánh mạng của thằng Ba Lâm mới là quan trọng, chứ tiền bạc má không màng tới đâu con. Thôi thì hắn muốn bao nhiêu mình cứ đưa, chỉ cần nó bình an trở về nhà là được rồi. Chứ từ quả quý chí má, là quan ba bằng lòng thả chồng con sao? Nó kêu má ký giấy sang tên phần tài sản mà được thừa hưởng, đặng nó lấy nó lo lót cho quan ba nữa đó. Có việc đó nữa sao? Rồi má ký chưa? Má ký rồi, má coi như của đi thay người con à. Phải lo cho thằng Ba Lâm ra khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt, chứ chần chừ rủi xảy ra chuyện gì không hay, lúc đó tiền muôn bạc dạng có ích gì đâu hả con. Dạ thưa mợ, tôi vô á đặng chào mợ một tiếng. Ngày mai tôi lên đường về quê sớm rồi, đặng tạm biệt mợ. Nói gì thì nói chứ tôi mang ơn mợ lung lắm. Cảm ơn mợ đã cô mang giúp đỡ tôi bữa giờ. Thôi, vô đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, vô về quê mạnh giỏi nghe. Dạ. À, tôi có việc này muốn hỏi vú nè. Vú là người làm lâu nhất trong gia đình này. Vậy vú biết việc này là của ai không? Cái nanh heo này. Việc này là của chị đẹp đưa cho tôi. Chị nói đã lụm được ở gần củi ngay cái đêm người ta bắt chị Hường đưa đi. Vú biết không? À, tôi biết rồi. Cái vật này là của cậu Tư. Vú có nhớ lầm không? Cậu Ba hay cậu Tư? Tôi chắc chắn với mợ là cậu Tư mà. Tôi còn nhớ hồi đó cậu Tư khoe với tôi là bà Ba xin được ở chùa, chính ta bà Ba đeo vô cổ cậu Tư. Bà Ba nói là trừ tà trừ quỷ gì đó. Vậy cớ chi bà Ba lại nói là không biết? Còn ông muốn thì một mực nói là của cậu Ba. Trời ơi mợ ơi, ông quản gia, ông già, ông lẩm cẩm rồi ông nhớ gì đâu. Sao ông đành chuyện này bằng tôi được chứ mợ. Mợ à, mợ đang suy nghĩ gì vậy mợ? À không. Vậy thôi mợ ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi nghe mợ. Thank you.
chi bà ba lại giả đò như không biết việc này. Còn ông Quảng Nha, cái trò này là của ba Lâm. Nhất định ai đó muốn gặp mình. Chị đừng trách em nha chị. Em làm việc này cũng là vì muốn tìm ra hung thủ thực sự. Đằng cây âm minh của chị mỉm cười như chín xuống. Xin chị hãy vào hộ. Bà Vũ, ủa bà đi về quê từ sáng sớm rồi mà. Bà quên gì hả? Ủa sao mặt mày bà tái mét vậy nè? Sao? Mợ ba. Mợ ba đâu? Thì mợ ba ở trong phòng mở chứ đâu bà hỏi. Mặt không. Sáng nay á tôi nhớ là mợ ba đi đâu sớm lắm. Tôi thức dậy á là thấy mợ ba đi ra khỏi cổng rồi. Đi rồi hả? Ừ. Mày có biết là mợ ba đi đâu không? Rồi chừng nào mợ ba mới về? Trời, mợ ba đi đâu á là việc của mợ, sao tôi dám hỏi. Mà nè, có chuyện gì hả? Hả? Thôi mày đi chợ đi, đừng có hỏi dừng lưng nữa, mày mau đi đi. Mợ ba ơi, mợ ba ơi là mợ ba. Vũ, không phải Vũ đã giả từ mọi người về quê rồi hay sao? Vũ đang chờ ai ngoài đó vậy? Dạ, thưa cậu, tôi Vũ bệnh hay sao mà thấy tôi lại run cầm cập như vậy? Nếu bệnh á thì Vũ vô trong nhà đi, chứ ở ngoài đây gió máy hại lắm. Dạ không sao đâu cậu, tôi đứng đây tôi đợi mở ba được rồi. Mở ba hả?
Dạ, tại mà ba có hứa cho tôi một ít bạc để tôi về quê mừng ăn. Vậy à? Dạ. Vũ đi đâu mà để xình lầy dính đầy hết ngón chân như vậy? Tại tôi vô ý nên sụp ổ gà. Vũ à, Vũ trọng tuổi rồi đó, đi đứng phải cẩn thận chứ, tuổi có chuyện chi á. Sao mà lâu quá vậy mở ba? Ông cho tôi có chuyện gì không? Bà chờ mở ba phải không? Tới chiều mở mới về. Thiệt không? Thiệt. Mà sao ông biết? Biết chứ, biết sao không biết. Thank you.